Chào các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học từ vựng. Chúng ta nên học từ vựng hàng ngày. Chúng ta cùng xem từ thứ nhất, ba chim kỳ. Ba chim kỳ là một đôi giày cho con trai, cho đàn ông. Ba chim kỳ. Ba chim kỳ. Tu Tufli. Tu Tu là một đôi giày cho phụ nữ. Sapagi. Sapagi sepagi là một đôi ủng, sandali, sandali, sandali là một đôi dép sang đan, krasovki, krasovki, krasovki đó là một đôi giày thể thao, valenki, valenki, valenki là một đôi giày ủng dạ ấm của người nga, tapki, tapki tap kỳ đó là một đôi giày dép đi trong nhà Bà liết kỳ bà kỳ bà kỳ đó là một dạng giày như kiểu gọi là giày búp bê của Việt Nam gọi bà liết kỳ chiếc kỳ đó là một đôi giày tập múa ba lê kaloshi 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 Đó là một đôi, đôi giày ủng Chống nước Kẹt đuổi Kẹt để Là một loại giày vải thể thao Basanoshki 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 Đó là loại dép của phụ nữ Thường là gót cao Chúng ta cùng đọc lại những từ vựng vừa mới học. Bà chín бачинки, туфли, туфли, сапоги, сапоги, сандали, сандали, кроссовки, кроссовки, валенки, 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 тапки, тапки, тапки Bà ballet balletki, balletki, Bà lết kỳ kaloshi, kaloshi, nơi người ta còn gọi là Gà Thay cho âm cờ là âm g Gà kaloshi, xì Cà lô Bersanoski chúng ta thấy tất cả những từ chỉ giày dép đều ở số nhiều bởi vì chúng có hai chiếc cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong bài học tới các em muốn nhận bài thường xuyên hàng ngày thì các em cần bấm đăng ký kênh và bấm like cho video này đồng thời các em hãy viết comment ở phía bên dưới mỗi video hẹn gặp lại các em trong bài học tới spasiba До свидания.